nhà thờ Chánh Tòa, nhà thờ còn gọi là nhà thờ Đáng. Rồi đi giống như kẻ bại trận. Thôi chắc cho đám nít ngồi ngoài đây. Ngồi đây sao thấy bàn thờ vậy? Ngồi ngoài, ngồi trong, ngồi ngoài đây đâu thấy bàn thờ đâu. Nhưng mà có con nít, nhưng mà có con nít thì sao? Con này ngồi qua phía ngoài xem có trong nhà thờ vị trí. Ngồi đây đi. Mấy Hương ngồi gì vậy? Ngồi kiểu gì vậy? Bàn thờ hướng này nè. Ngồi trên đây xíu cũng thấy bàn thờ nè ha. À, ngồi trên đây cũng thấy bàn thờ nè. Chúa Giêsu kìa. Cái này thì thường đa số là người ta đi cáp treo chứ không ai mà đi phà. Em thích đi phà.
Đi chỉ chậm ngắm biển được. Đây vòng vòng đây có khỉ gì đâu mà ngắm. Đây nè, nhìn chết qua bên này một chút nè. Đây á, nó gọi là cái vùng đất ở phía bên này là nó mới đổ cho nó lớn ra biển nè. Đó. Thì trong khu vực này á, một miếng đất khoảng chừng 200 mét vuông nó bán với giá là 7 tỷ. 200 mét vuông. Đó là trong đó là nó xây nhà toàn là biệt thự là không đó. Là một miếng đất ở trong đó là 7 tỷ. Quá trời á. Ta muốn đầu tư sao mà đã tham khảo giá rồi trời. Tao không có về nó trúng số bên kia không, đâu biết được. Có là tao mua ở một căn cho mẹ con mày ở liền. Có mát đâu, nóng như khỉ. Ở vậy chứ ở gì mát chứ. Ở đây là coi nhìn ra xung quanh là có cảnh nè, đúng. Trời ơi, cái này trúng khoảng... tờ giấy số của mẹ hôm thứ năm vừa rồi chặt lớp không trúng được tới một con. Nhưng mà vừa rồi cũng có 3 triệu rồi, vậy cũng có người trúng. Hay hả? Ừ. 3 triệu. Con mua tiếp giá... Báo, đưa cái mặt móc ra coi. Này luôn rồi. Ở Phú đâu? Phú về ba kêu kìa. Rồi ngồi móc chỉ chậu lại à. Thank you.
Chào vui chơi, thầy yêu găng một trật tự để chúng ta bước vào giờ học. Trước khi bước vào giờ học, bạn lên trường lên báo cáo con số cho thầy. Bạn biết cho thầy biết, nếu chúng ta hôm nay có bắt mặt đi học bị... Năm bạn, như vậy bạn của chúng ta hôm nay có 5 bạn đi học. Trước khi bước vào bài học mới, thầy sẽ kiểm tra các em bốn phép tính cộng, trừ, nhân và chia trong phạm vi 10. Bây giờ là phép tính cộng. 5 cộng 3 bằng bao nhiêu bị? Cộng 8 đúng rồi. Thế 8 mà trừ đi 4 bằng bao nhiêu bị nhỉ? Bằng 4 đúng rồi. Thầy vừa bảo đi là chỗ nào? Sau tiếng nhân, bạn ca là phần tiếng nhân hay rào ca? Năm nhân 2 bằng bao nhiêu ca? Thế 5 nhân 2 bạn ca có trả lời được không? Thế bạn ca nào có bài không? Không học. Thôi thì bạn ca phải chỗ. Như vậy bạn ca của chúng ta mới đi học không thuộc bài. Thầy mới bảo bên này xét ca như vậy được mấy điểm thì theo bảo bên này xét bạn ca mới đi học không thuộc bài. Theo ca như vậy xứng đáng được mấy điểm thì 1 điểm. Ca thì sơ hổ không. Đi không thuộc bài thì xứng đáng được kém thôi. Nó sẽ bên nhà em cố gắng bài từ khi đến lớp bạn cảm thấy thế nào? Thế vì bây giờ bạn ca không trả lời được, thông minh bạn luôn bạn trả lời ca luôn luôn. Thật đến 5 nhân 2 bằng bao nhiêu luôn? Bằng 10 đúng rồi. Bây giờ bạn luôn làm cho thầy một bài cho hứa. Thầy có chín quyển vở, thầy chỉ cho 3 năm rồi, hỏi với bạn có bao nhiêu quyển luôn. Lúc này sẽ 9 chia 3 được bao nhiêu luôn? 3 quyển vở, thầy đưa vậy. Bây giờ thầy sẽ mời một vị khán giả kiểm tra chúng ta một phép tính nhá. Xin mời quý vị khán giả và các em nào cho phép tính cộng, trừ, nhân và chia trong phạm vi 10 để kiểm tra những vị trí của chúng tôi. Cộng 7. Dạ, cảm ơn chị. Quý vị nào, chúng ta tính 2 cộng 7 bằng bao nhiêu bi? Wow, awesome. Xin mời quý vị khán giả. Như vậy, bà của chúng ta hôm nay sẽ cho tạm dừng ở đây.
bạn càng nhớ theo bài của bài trước khi đi ngủ, bạn càng ngày dẫn thế nào. Bây giờ là cửa sông Hàn thì ta ra về. Thank you.
bạn sẽ cung cấp cho nhau chúng tôi tên thời trang. Xin có khách quên nào chúng tôi tên thời trang. Please do not get out of the car or move around with your wife waiting. Trước khi rời khỏi khu vực chờ chơi, xin quý khách kiểm tra lại toàn bộ tư trang hành lý. Before leaving, please check your belongings. Quý khách muốn tiếp tục tham gia trò chơi, vui lòng ra ngoài và xếp hàng thứ tự theo lối vào. If you would like to continue playing, please get out and queue up at the entrance. Xin cảm ơn quý khách. Muốn ai nói chơi mình đi. Thank you.
sáng trên đảo. Giờ này là 8:05. Giờ cái line nó dài vậy nè, để đóng gia cấp treo đi về nè. Nhà mình còn la liệt ngồi ở đây nè. Con nhỏ này vậy chứ lông rong cũng còn đi được nè. Đội nón vô Mary, lấy nón đội vô. Ngồi la liệt luôn, mỗi người một tư thế luôn. Chờ phà, giống như đang chờ phà, chờ đò. Là thác luôn rồi. Chắc có con nít rồi. Cho nó có con nít rồi. Steven chạy ra lấy cho em cái bong bóng con. Để mẹ 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 ngồi chỗ đi. Steven đi đi. Chân yếu mà ngồi chỗ đi mẹ. Lấy chùm luôn em, lấy chùm. Trời ơi. Bà nội văn. Chào qua đi. Steven. Không ai đi tắm hết. Cảnh thiên nhiên này có những cái công trình hiện đại vậy, thích nó hoang vắng thô sơ. Ngay đây nè, thành phố biển, nhà tầng, khách sạn, quy định kiểu này là không thích rồi. Trong chợ Bà Đầm mua được tôm kho rồi, giờ đi mua cơm luôn, sẵn mua cơm luôn. Cơm có 12.000 đồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.